tèo cũng sẽ tỏ tình cát. Vậy anh em ta cạnh tranh công bằng nhé. Chú chú râu rõ nghe vẻ căng thẳng này. Hay mình cứ giả em cả hết trận đó. Chú quá. Sao mèo con lại vào lâu thế nhỉ? Nếu mèo con chọn mày thì tao sẽ rút lui. Ta cũng vậy, ta tôn trọng quyết định của mèo con. Với cái tình hình này tốt nhất em càng nguyên trận đi. Chú hát nhầm xí rồi mày. Mèo con vào rồi này. Vào rồi, mới vào xong á. Mèo con dừng lại, bọn tao có chuyện muốn nói. Đúng rồi, bây giờ mèo con nghe rõ nha. Gì đấy? Tình nghĩa anh em bấy lâu nay tao nhường mày nói trước ấy. Thôi, dù sao mày cũng xin trước tao một ngày, kính lão đắc thọ. Mẹ tao bảo đi rửa bát để mai nhé chú mày. Trời ơi, hai đứa đã on rồi sao bây giờ? À, có cách rồi. Đại ca, giúp em một chuyện đi. Chuyện gì mà đến nỗi cô em cả năm trời không thấy mà nay lại mời tôi vậy? Dạ, thì chuyện là... Hay là giờ anh đóng giả làm người theo đuổi mày và thể hiện bây giờ giữa tình bạn và tình yêu thì mày chọn tình bạn chứ gì? Dạ, đúng rồi, đại ca giúp em nha. Gì mà mời ghê thế chú mày? À, là chuyện hôm qua ấy. Khoan, từ có thằng từ nãy giờ có tin vào này. Thằng nào? Tôi đã bảo bây giờ tôi không muốn yêu, ông đừng có phiền tôi nữa được. Nhưng có tất cả, giàu có, bắn cân 3, cân 4 thì em vẫn không chấp nhận anh. Đơn giản là tôi không muốn yêu, hai đứa bạn tôi giàu với bro tôi còn không yêu, nhờ chúng mày nhờ. Không quan tâm nhưng cho anh một cơ hội cuối. Em mà không thích anh nữa thì anh sẽ rút lui. Ok, vô đi chúng mày, phiền quá. Anh yêu em, rất yêu em. Thôi, tránh xa tôi ra, yêu cái chặng đường. Ổng là ai vậy mày? À, bữa chơi bài trận cái thích tao bám tao đến giờ. Mà tao nói rồi, tao chỉ muốn chơi với hai bọn mày thôi, không muốn yêu. Lên xe anh đèo này. Thôi, tôi tự lái được. Những người anh em, lên xe. Hai bạn là nhất tình yêu phiền phức. Cứu anh với em ơi. Thôi đi, hai đứa bạn tôi quan trọng hơn. Bò vào cùng nhau đi, anh em cứu và cứu gần nhau chứ. Ông ấy thích mày, mày làm vậy tội ổng lắm. Tao nói rồi, bây giờ tao chỉ muốn chơi với hai chúng mày thôi. Tao không muốn mất tình bạn đẹp này. À, gì hả? Nếu em không yêu anh sẽ nghỉ game. Ừ, nghỉ game đi anh. Tôi nói rồi, bây giờ tôi không muốn yêu. Nhưng anh hay ai thích tôi chẳng quan tâm đâu. Tôi có hai đứa bạn là quá đủ rồi, đúng không anh em? À, đúng. Vậy thôi, tôi hiểu rồi, tạm biệt em. Mày thấy tao ngầu không? À, ừ, mèo con là nhất. À, thế qua hai đứa muốn nói gì nhỉ? À, không có gì đâu. Đúng, không có gì, vô chơi thôi. Lạ thật, thế dạo này sao không thấy bọn này nó mời mình ta? Có gì đó không ổn này. Gì vậy mấy cha, đồ đôi. Trời mà hát lên vậy mà. Kèo lấy căng đấy, bắn cho tử tế vào, không là anh mày không có người yêu đâu đấy. Trời ơi, dăm ba, chị Vi mà anh kể cái gì? Ba cốc trà sữa full topping là gì em đây cũng làm được hết. Mày cứ giúp anh thắng cái kèo này đi, chục cốc cũng được. Chốt đơn, tạ chưa? Mấy ván vậy hai? Hai ván mình thắng cả hai khi anh mới có cơ hội. Mà bên Vi nó có đứa em chuyên bắn tử chiến, bắn ghê lắm đấy. Rồi, không nói nhiều, bảo chị Vi tạo nhanh lắm. Đang tạo, à vô phòng rồi kìa, ra đi anh mời. À, Minh Trường à, tên cũng hay đấy. Chốt 7-1. Ừ, mày cứ gáy đi, thua anh ký đầu mày. Em gái của anh khá đấy. Vì tương lai chụp cốc trà sữa chứ. Vì kéo ghê thật. Thôi đi ông, mê gái thì có. Em làm một lần duy nhất thôi đấy. Này thì bắn chọc. Bắn chọc. Chụp cốc đó nha. Mới có ván à? Giờ bên mình tạo. Để mời Vivo xem có gì thay đổi không. Em gái anh bắn ghê thế. Thằng em của em nó không tin là con gái bắn. Bắn sao bằng Vi anh được. Ai của anh chứ. Yêu, nổi hết ra à. Im đi nha con này. Em chào anh, chào cậu nha. Bây giờ bên anh tạo phải không ạ? Trời ơi cái giọng. Anh hai. Gì cái con này? Có khi em gái anh sắp có người yêu rồi. Là sao ạ? À em đừng có để ý. Này chắc nó chưa uống thuốc. Ra tạo đi cái con này. Trước mặt mày đó à? Anh tin mày làm được. Ơ sao lại thả tim cái con này? Chồng em, nhất định là chồng em. Trời ơi bắn nó đi, không thua bây giờ. Mày muốn anh ế à? Đúng rồi, bắn trúng tim em đi. Ôi thì là mãn nguyện. Đời này con có đi cũng an lòng. Thôi anh xin, mày mà để thua kèo là không có trà sữa đâu nha. Em không thể vì cốc trà sữa mà bắn chồng tương lai được. Này anh hai, em đang suy nghĩ. Suy nghĩ gì nữa, bắn đi. Em suy nghĩ sau này em sẽ đặt tên con là gì khi bố nó tên trường ta. Anh lạy mày, thế này là không ổn rồi. Mày giúp anh thắng ván này thì anh xin info trường cho mày. Trường à, vì tương lai của chúng mình em lại phải thắng rồi. Ôi xin lỗi. Info trường cho em đó. Vậy là đồng ý làm người yêu của anh rồi nha. Thì thua rồi, đành vậy chứ biết sao giờ. Ơ trường đâu chị? Ý đây rồi. Trường ơi, người yêu mình là do mình lựa, nhưng mình lựa cậu đấy đó. Cái con này liêm sỉ để đâu. Kết à, ra trường nó không được cùng anh.